Đến với chương trình tìm hiểu kiến thức địa lý của lớp 10, chương trình địa lý cơ bản. Thì trong cái chương đầu tiên, chương bản đồ này thì chúng ta sẽ có hai nội dung chính, và ngày hôm nay cô sẽ giúp các em tìm hiểu cái nội dung đầu tiên cũng là bài số 2, đó là một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lý trên bản đồ. Và trong bài số 2 này chúng ta sẽ tìm hiểu về bốn nội dung chính sau đây. Thứ nhất, chúng ta sẽ tìm hiểu về phương pháp ký hiệu. Thứ hai là phương pháp ký hiệu đường chuyển động. Phương pháp thứ ba đó là phương pháp chấm điểm. Và cuối cùng chúng ta sẽ tìm hiểu về phương pháp bản đồ biểu đồ. Và trong bốn phương pháp này chúng ta sẽ tìm hiểu về các đối tượng biểu hiện và cách biểu hiện của nó như thế nào. Trong bài số 1 thì chúng ta đã giảm tải rồi, cho nên là hôm nay chúng ta sẽ đi đến bài số 2 luôn. Và cái bản đồ á, là một cái phương tiện học tập gần như là nó rất gần gũi và quen thuộc với chúng ta. Các em đã từng tiếp xúc không chỉ những năm cấp 1 mà tiếp xúc gần đây đó là 4 năm cấp 2 rồi. Và bản đồ nó sẽ là cái một cái cuốn tài liệu mà chúng ta sẽ bắt gặp trong 3 năm cấp 3, thậm chí là sau này nếu như các em cần dùng đến. Thì cái môn địa lý là cái môn đặc thù sử dụng nhiều bản đồ, chính vì vậy mà các em cần phải tìm hiểu kỹ bản đồ đó thường là sử dụng những cái phương pháp gì là chủ yếu. Và ngày hôm nay cô sẽ giúp các bạn tìm hiểu những cái đặc điểm của bốn phương pháp đó, để sau này các em khi tiếp xúc với một bản đồ nào đó thì các bạn có thể biết à bản đồ này là sử dụng phương pháp gì. Đầu tiên chúng ta sẽ đi đến phương pháp ký hiệu. Trước khi tìm hiểu đặc điểm của phương pháp ký hiệu thì các em hãy cùng quan sát một số cái bản đồ trên slide cho cô. Đây là cái cô đã chụp từ Atlas địa lý Việt Nam ra, địa chất và khoáng sản. Thông thường khi mà tìm hiểu về một bản đồ nào đó, các bạn sẽ tìm hiểu về tên bản đồ. Sau đó chúng ta sẽ tìm hiểu về bảng chú giải và tìm hiểu về các đối tượng địa lý trên bản đồ. Thì các đối tượng ở đây chúng ta có thể biết là gì? Thông thường á là các bạn cái bản đồ á là sẽ có bảng chú giải bên cạnh luôn. Tuy nhiên cái này là cô chụp từ Atlas ra, cho nên là cái bảng chú giải của nó sẽ nằm vào trang đầu tiên. Nhưng mà những cái hiệu này hết sức là thông thường, cho nên các bạn cũng có thể nắm được cho cô. À, nếu như thể hiện về than thì người ta sẽ sử dụng đó là cái hình vuông màu đen. Đó, các bạn để ý hình vuông màu đen. Và nếu như thể hiện sắt thì người ta sẽ thể hiện bằng cái hình tam giác màu đen. Đó, thể hiện về dầu mỏ thì người ta sẽ thể hiện bằng cái hình à có xin lỗi hình thể hiện về than thì người ta sẽ sử dụng hình vuông màu đen, còn sắt thì sẽ sử dụng hình tam giác màu đen, và thể hiện về dầu mỏ thì người ta sẽ sử dụng hình than màu đen. Đó. Còn khi đốt thì người ta sẽ sử dụng hình than màu trắng, vân vân. Và mỗi cái ký hiệu hình học như vậy nó sẽ tương ứng với một cái loại khoáng sản khác nhau. Và dựa vào bản đồ này thì chúng ta có thể không chỉ nêu được là tên của các loại khoáng sản, mà chúng ta có thể nêu được chính xác về vị trí phân bố của nó là nó nằm ở đâu. Có ví dụ như là than tập trung ở Quảng Ninh, đó, sắt tập trung ở Thạch Khê. Có ví dụ như là Thạch Khê, Hà Tĩnh chẳng hạn. Thì tất cả những ký hiệu này nó không chỉ thể hiện tên mà nó thể hiện cả vị trí chính xác của nó. Và vị trí này nó không chỉ đúng ranh giới của tỉnh, của quận, của huyện mà thậm chí là xã. Bây giờ cô sẽ chứng minh điều đó. Có ví dụ như sắt ở Thạch Khê, Hà Tĩnh. Thì Thạch Khê là một xã của tỉnh Hà Tĩnh. Như vậy cái ký hiệu hình tam giác màu đen này nó được đặt đúng vào vị trí chính xác của nó trên bản đồ. Đó là cái đặc điểm cơ bản và là cái ưu điểm lớn nhất của phương pháp ký hiệu mà các phương pháp khác không có được. Đó, các bạn chú ý, những cái gì cô nhấn mạnh là các bạn phải ghi lại cho cô. Chúng ta sẽ tiếp tục xem quan sát cho cô một cái bản đồ nữa. Đây là bản đồ về dân số của Việt Nam. Cô cũng chụp từ Atlas ra. Bây giờ các bạn xem nè. Hà Nội, số dân của Hà Nội, và cái ký hiệu dùng để thể hiện số dân của Hà Nội đó là hai hình vuông nó lồng vào nhau, và tương ứng với cái ký hiệu này nó sẽ tương ứng với lại số dân trên 1 triệu người. Hay là ở Huế thể hiện bằng cái hình vuông màu trắng, và tương ứng với hình vuông màu trắng này đó là số dân từ 200.000 đến 500.000 người. Đó. Như vậy từ đó chúng ta có thể rút ra một kết luận là gì? Phương pháp ký hiệu thường thì nó thể hiện những cái đối tượng gì? Khoáng sản, mỏ khoáng sản là gì? Các bạn phải hiểu nè, mỏ khoáng sản là nơi tập trung nhiều khoáng sản.
hay là điểm dân cư chính là nơi tập trung nhiều hộ gia đình với nhau, thì cái đối tượng thể hiện của phương pháp ký hiệu đó là thể hiện những cái đối tượng mà phân bố tập trung theo những điểm cụ thể. Các bạn phải nhớ là tập trung theo những điểm cụ thể, ví dụ như là mỏ khoáng sản này, hay là điểm dân cư này, hay là các trung tâm này, kinh tế vân vân. Đó được thể hiện bằng phương pháp ký hiệu. Và người ta sẽ sử dụng những cái ký hiệu gì để thể hiện phương pháp ký hiệu đây? Đó là ký hiệu hình học, như là hình tam giác, như là hình vuông hay là hình thang. Ngoài ra người ta còn sử dụng một số ký hiệu, các em có thể thấy đây. Đây là ký hiệu bằng chữ, có chữ AL, đây là ký hiệu của bô-xích. Yeah. AL là ký hiệu của nhôm, nếu như các em học trong hóa học. Tuy nhiên là ký hiệu ở đây là khoáng sản thì người ta đặt trong hình vuông, đây là ký hiệu của bô-xích. Đó. Như vậy, phương pháp ký hiệu người ta sẽ sử dụng những cái dạng ký hiệu đó là dạng chữ viết nè, dạng hình học nè. Ngoài ra người ta còn sử dụng đó là những cái ký hiệu tượng hình. Đây, lợn hay là trâu bò, hay là những ký hiệu như là ngô nè. Đó là thuốc lá nè. Đó vân vân, người ta sẽ sử dụng những ký hiệu trên. Vậy thì qua phần này các bạn kết luận cho cô một số ý sau. Đối với phương pháp ký hiệu, đối tượng biểu hiện của phương pháp ký hiệu đó là những cái đối tượng mà nó phân bố theo những điểm cụ thể, như là các trung tâm công nghiệp này, các mỏ khoáng sản này, hay là các điểm dân cư, vân vân. Các bạn nhớ gạch chân dưới cụm từ phân bố theo những điểm cụ thể cho cô. Và thứ hai, cách thể hiện của nó đó là những ký hiệu này nó thể hiện đối tượng thì nó thường được đặt chính xác vào vị trí của đối tượng trên bản đồ. Và chính cái việc chính xác này nó không chỉ nó thể hiện ở ranh giới tỉnh, thành phố, không chỉ đơn thuần là ranh giới quận huyện, mà nó thậm chí nó tính chính xác đến ranh giới của xã. Đó, đó là cái ưu điểm lớn nhất của phương pháp ký hiệu. Và chúng ta sẽ có ba dạng ký hiệu chính, đó là hình học, chữ và tượng hình. Trong phần này các bạn có thể quan sát hình 2.1 trang 9 sách giáo khoa. Rồi, dựa vào hình công nghiệp điện Việt Nam năm 2002 thì chúng ta có thể thấy được là gì? Cái phương pháp ký hiệu nó không chỉ thể hiện được tên, vị trí mà nó thể hiện cả được chất lượng và đối tượng, chất lượng và số lượng của các đối tượng trên bản đồ. Bây giờ cô sẽ đi chứng minh cho các bạn xem. Thứ nhất là tên. Bây giờ dựa vào cái hình 2.2 này chúng ta có thể thấy tên được không các bạn? Chúng ta có thể thấy tên của nhà máy nhiệt điện đó là gì? Nhà máy nhiệt điện lớn ở phía Bắc đó là Phả Lại. Ở phía Nam đó là gì? Là Phú Mỹ, đúng không? Bên cạnh ký hiệu đó nó sẽ có một cái tên. Đó, chúng ta có thể được biết được tên và vị trí chính xác nó đặt ở đâu trên bản đồ. Và thứ hai, nhà máy nhiệt điện thì người ta sẽ thể hiện bằng ngôi sao màu đỏ, nhà máy thủy điện thì ngôi sao màu xanh, và nhà máy thủy điện đang xây dựng thì là ngôi sao màu trắng. Như vậy, mỗi màu sắc của các ngôi sao này nó sẽ tương ứng với chất lượng của các đối tượng. Màu đỏ thì thể hiện là nhiệt điện, màu xanh là thủy điện. Mỗi cái màu sắc như vậy nó sẽ thể hiện cái chất lượng của đối tượng nó khác nhau. Ngoài ra nó còn thể hiện được động lực phát triển. Vậy động lực phát triển ở đây có nghĩa là gì? Đó là những cái nhà máy thủy điện đang xây dựng này, màu trắng này, nghĩa là trong tương lai các nhà máy thủy điện này có thể hoàn thiện và có thể đi vào hoạt động. Đó chính là động lực phát triển. Tóm lại, phương pháp ký hiệu nó không chỉ thể hiện tên, vị trí chính xác mà nó còn thể hiện được chất lượng của đối tượng. Và các bạn nhớ gạch dưới cụm từ vị trí chính xác cho cô.
Nếu như phương pháp ký hiệu, người ta sẽ sử dụng ký hiệu chữ hình học và tượng hình để thể hiện các đối tượng. Thì đối với phương pháp ký hiệu đường chuyển động, người ta sẽ sử dụng dấu của các mũi tên, các mũi tên và thể hiện sự hướng di chuyển của nó. Đây, các bạn cùng quan sát cái hình 2.3 gió và bão của Việt Nam cho cô. Bây giờ dựa vào cái hình 2.3 thì các bạn có thể thấy được gió mùa mùa đông nó sẽ thể hiện bằng mũi tây màu gì, gió mùa mùa hạ sẽ thể hiện bằng mũi tây màu gì, gió tây khô nóng là mũi tây màu gì và bão sẽ là mũi tây màu gì. Thậm chí kích thước của mũi tên nó cũng thể hiện được tần suất và cường độ của bão. Và bây giờ cô sẽ hỏi các em một số câu hỏi và các em trả lời trên cái khung chat cho cô. Câu hỏi đầu tiên đó là cho cô biết nè, gió mùa Tây Nam nó ảnh hưởng vào Việt Nam theo hướng nào? Gió mùa mùa hạ, cô xin lỗi, gió mùa mùa hạ nó ảnh hưởng vào Việt Nam theo hướng nào? Câu hỏi số 2 đó là bão ảnh hưởng vào Việt Nam mạnh nhất là tháng mấy? Và vì sao em biết điều đó? Rồi, hầu như các bạn đều trả lời đúng, đó là gió mùa mùa hạ nó sẽ là ảnh hưởng vào Việt Nam là theo hướng Tây Nam là đúng rồi. Tuy nhiên là số tháng các bạn đã ghi sai nha, cô không hỏi số tháng. Và thứ hai đó, có câu hỏi số 2 nè, đó là bão thì ảnh hưởng đến Việt Nam mạnh nhất là vào tháng mấy? Dựa vào cái hình 2.3 gió và bão Việt Nam, các bạn có thể trả lời một cách dễ dàng. Cô sẽ hướng dẫn cho các em là các em hãy dựa vào cái độ dày và mỏng của mũi tên. Bão là sẽ thể hiện bằng mũi tên màu trắng, thì dựa vào cái độ dày và mỏng của mũi tên, các bạn có thể trả lời được tháng mấy? Đúng rồi, các bạn trả lời, hầu như các bạn trả lời đúng, đó là vào tháng 9. Tháng 9 thì độ dày của mũi tên nó lớn hơn so với những tháng khác. Chứng tỏ là gì? Đó là chứng tỏ là vào tháng 9 thì tần suất của bão nó sẽ lớn hơn. Rồi, như vậy phương pháp ký hiệu đường chuyển động chúng ta có thể rút ra một số kết luận như sau. Về đối tượng biểu hiện của phương pháp ký hiệu đường chuyển động, đó thể hiện sự di chuyển của các hiện tượng tự nhiên và hiện tượng kinh tế xã trên bản đồ, kinh tế xã hội trên bản đồ. Và cô sẽ cho các bạn quan sát hai hình ảnh. Hình ảnh đầu tiên đó là sự di chuyển của các hiện tượng tự nhiên như là gió và bão của Việt Nam. Và các hiện tượng kinh tế xã hội trên bản đồ ở đây đó là gì? Cô ví dụ như là về các luồng nhập cư, luồng xuất cư thì nó cũng thể hiện bằng cái mũi tên. Đấy. Và cách thể hiện của nó thì người ta sẽ sử dụng mũi tên để thể hiện, và sự di chuyển của các mũi tên nó thể hiện sự di chuyển của các hiện tượng. Người ta sẽ sử dụng hướng của mũi tên để thể hiện sự di chuyển của các hiện tượng. Tóm lại, phương pháp ký hiệu đường chuyển động nó thể hiện hướng di chuyển, thể hiện khối lượng, tốc độ di chuyển của đối tượng. Hướng di chuyển là gì? Là chúng ta có thể dựa vào mũi tên để xác định là hướng di chuyển của nó là hướng gì, từ đâu đến đâu. Chúng ta có thể biết được khối lượng và tốc độ di chuyển của nó như thế nào thông qua độ dày mảnh của mũi tên.
Tất cả các bạn phải ghi lại những nội dung chính như thế này để sau này chúng ta có một số câu hỏi trắc nghiệm liên quan. Lát nữa cô cũng sẽ có phần củng cố để cho các bạn làm một số câu hỏi liên quan tới những phần này. Chúng ta sẽ đi qua phương pháp thứ ba, đó là phương pháp chấm điểm. Phương pháp chấm điểm thì chúng ta cùng quan sát hình 2.4 là phân bố dân cư của châu Á. Lúc nãy trong cái phương pháp ký hiệu đầu tiên, cô đã cho các bạn quan sát một cái hình ảnh về dân số của Việt Nam. Qua hình ảnh này thì chúng ta sẽ thấy được cái bản đồ về phân bố dân cư châu Á. Thì các bạn có thể nhận ra sự khác biệt cơ bản rõ ràng giữa hai cái bản đồ cô cho các em vừa quan sát đó. Thì cái bản đồ này nó khác nhau cơ bản so với cái bản đồ lúc nãy mà cô cho các em quan sát, đó là gì? Bạn nào có thể phát hiện ra? Các bạn hãy trả lời trên không chat cho cô nha. Các bạn ghi bài không kịp là cái này có đưa lên YouTube, các bạn có thể xem lại. Cô không thể dừng lại cho các em ghi bài được. Cho những nội dung chính gì quan trọng là cô đã gạch dưới phần chân á, các bạn có thể ký hiệu nhanh vào, các bạn copy nhanh vào. Còn để ghi được kịp bài thì các bạn phải xem lại trên YouTube. Các bạn trả lời cái câu hỏi của cô lúc nãy, đó là gì? Bản đồ lúc nãy là của Việt Nam, bây giờ là của thế giới, thì cái này là nó khác nhau cơ bản rồi. Nhưng mà cô quan trọng là các em nhìn hai cái bản đồ lúc cô đã cho các em quan sát đó, sự khác nhau của cái hai cái bản đồ này thể hiện trên bản đồ nó khác nhau ở chỗ nào á. Cái khác nhau cơ bản không bạn nào trả lời được hết, bây giờ cô sẽ trả lời luôn nè. Cái bản đồ lúc nãy cô cho các em quan sát là bản đồ về dân số Việt Nam, thì nó thể hiện bằng phương pháp ký hiệu. Nó có phần chú giải bên cạnh, nghĩa là chúng ta dựa vào cái hình vuông, hai cái hình vuông màu đen lồng vào nhau đó, chúng ta sẽ biết đó là cái nơi mà có dân số tập trung trên 1 triệu người. Và chúng ta sẽ biết nơi đó là nơi nào luôn. Nó có ký hiệu chữ bên cạnh. Ví dụ như lúc nãy cô ví dụ như Hà Nội chẳng hạn, đúng không? Lúc nãy ở Huế á, thì cô chỉ vào cái ký hiệu hình vuông màu trắng ở Huế á, biểu hiện là dân số ở đây là từ 200 đến 500 nghìn người chẳng hạn. Thì không chỉ thể hiện được cái số lượng mà nó thể hiện cả cái nơi phân bố của nó luôn. Còn trong cái bản đồ phân bố dân cư châu Á này, chúng ta hầu như chỉ thấy những chấm điểm, chúng ta không thấy gì khác, chúng ta không hề thấy cái tên chú giải của nó. Có nghĩa là không hề thấy cái tên của nó là nó được đặt ở đâu, vị trí nào, mà chúng ta chỉ nhìn thấy là gì, nơi nào đông dân và nơi nào thưa dân. Nhìn vào bản đồ phân bố dân cư châu Á, các bạn có thể xác định được nơi nào đông dân và nơi nào thưa dân. Các bạn có thể xác định được những nơi nào là gì, đô thị trên 8 triệu dân. Nhưng nếu như cô hỏi đô thị đó là đô thị nào, chắc chắn các bạn sẽ không trả lời được, bởi vì bên cạnh nó không có tên, bên cạnh nó không có thể hiện một cái tên nào cả, do đó là sự khác nhau cơ bản. Như vậy trong cái phương pháp chấm điểm thì người ta sử dụng chủ yếu là các điểm chấm, và mỗi chấm điểm như vậy nó sẽ tương ứng với một giá trị xác định nào đó. Và trong hình 2.4 này thì mỗi chấm điểm nó sẽ tương ứng với 500.000 người. Nhưng có thể đối với những bản đồ khác, mỗi chấm điểm nó sẽ tương ứng với một giá trị bất kỳ nào đó, không nhất thiết phải là 500.000 người, cô ví dụ như vậy. Và đây là một bức tranh chung nhất. Chúng ta không thể xác định được vị trí của các đô thị nó nằm ở đâu. Nó chỉ là một bức tranh chung thôi, chúng ta không thể xác định được vị trí chính xác như phương pháp ký hiệu. Như vậy, đối với phương pháp chấm điểm, đối tượng biểu hiện của nó đó là những cái đối tượng mà nó phân bố phân tán lẻ tẻ, như là các điểm dân cư nông thôn, các cơ sở chăn nuôi, vân vân. Nếu trong phương pháp ký hiệu á, thì
Đối tượng thể hiện của nó là những cái đối tượng phân bố tập trung theo những điểm cụ thể như các mỏ khoáng sản, các trung tâm công nghiệp, vân vân. Còn trong cái phương pháp chấm điểm thì đối tượng biểu hiện của nó là những cái đối tượng mà nó phân bố phân tán lẻ tẻ. Các bạn gạch dưới cái cụm từ phân bố phân tán lẻ tẻ cho cô. Đó là sự khác nhau cơ bản. Và cách thể hiện của phương pháp chấm điểm đó là bằng điểm chấm. Sử dụng các điểm chấm. Và mỗi điểm chấm nó sẽ có một giá trị tương ứng nào đó. Cuối cùng chúng ta sẽ đến với phương pháp bản đồ biểu đồ. Bây giờ chúng ta chưa biết phương pháp bản đồ biểu đồ là gì cả. Bây giờ cô sẽ hỏi một câu hỏi, các bạn trả lời trên khung chat cho cô. Dựa vào bản đồ, dựa vào hình 2.5 diện tích và sản lượng lúa Việt Nam năm 2000, các em hãy tính cho cô diện tích trồng lúa và sản lượng lúa của tỉnh Đắk Lắk năm 2000. Các bạn nhớ kỹ, đọc kỹ bản chú giải. Tính cho cô diện tích trồng lúa và sản lượng lúa của tỉnh Đắk Lắk năm 2000 là bao nhiêu. Các bạn có thể quan sát hình 2.5 trang 13 sách giáo khoa. Bởi vì trên cái slide thì nó tương đối nó mờ hơn, các bạn có thể quan sát hình 2.5 trang 13 sách giáo khoa. Tính cho cô diện tích trồng lúa và sản lượng lúa của tỉnh Đắk Lắk năm 2000 là bao nhiêu? Các em mạnh dạn trả lời trên khung chat cho cô. Trả lời theo thứ tự diện tích lúa trước, sau đó là sản lượng lúa. Cô thấy có một bạn lớp 10 trên 8 là trả lời được sản lượng rồi mà cô chưa thấy diện tích là bao nhiêu cả. Các bạn đọc kỹ bản chú giải. Bạn Võ Vĩ Quân của lớp 10 trên 5 trả lời diện tích là 50.000 ha. Bạn Đỗ Nguyễn Tùng Dương lớp 10 trên 7 và bạn Hồ Nguyễn Thanh Trung cũng trả lời tương tự. Rồi, cô sẽ hướng dẫn cách làm như sau. Mỗi mm tương ứng với 50.000 ha, các bạn có thể dùng thước phân chia để chúng ta đo cái cột màu xanh ở trong bảng chú giải đó. Mỗi cái cột màu xanh như vậy nó tương ứng với 1 mm là tương ứng với 50.000 ha. Do vậy các em sẽ dùng thước để đo xem thử cái cột màu xanh của tỉnh Đắk Lắk nó sẽ là bao nhiêu mm, các em sẽ nhân lên. Nó sẽ ra cái diện tích là bao nhiêu hecta. Về sản lượng lúa thì chúng ta sẽ dựa vào cái cột màu đỏ. Mỗi cái mm của cái cột màu đỏ đó nó sẽ tương ứng với 100.000 tấn.
Như vậy chúng ta sẽ dùng thước đo cái cột màu đỏ của tỉnh Đắk Lắk là bao nhiêu mm, từ đó chúng ta sẽ nhân lên và chúng ta sẽ ra được cái kết quả của sản lượng lúa là bao nhiêu nghìn tấn. Thì chúng ta có thể thấy là cái cột màu xanh của tỉnh Đắk Lắk cỡ khoảng là 70.000 ha chưa? Nó sẽ lớn hơn 1 mm, nó lớn hơn một chút thôi, thì nó sẽ gần như là gấp rưỡi, 70 đến 75.000 ha đó. Còn cái cột màu đỏ nó sẽ tương ứng là gấp đôi so với cái cột màu đỏ ở trong bảng chú giải, thì nó sẽ tương ứng là 200.000 tấn. Và giá trị này là giá trị gì các em biết không? Đây chính là giá trị tổng cộng của tỉnh Đắk Lắk, giá trị tổng cộng về diện tích trồng lúa và sản lượng lúa của tỉnh Đắk Lắk. Vậy thì các bạn quan sát xem thử cái biểu đồ này, người ta có bắt buộc là đặt vào đúng vị trí hay không? Và xem thử vị trí của nó chỉ cần đúng đến ranh giới nào? Có cần phải đúng đến ranh giới về huyện, về xã không? Hay là yêu cầu của nó chỉ cần đến ranh giới tỉnh mà thôi? Về đơn vị hành chính đó các em. Tương tự như vậy, nếu như các bạn tính được giá trị tổng cộng của diện tích trồng lúa và sản lượng lúa của tỉnh Gia Lai hay là Kon Tum, các em hoàn toàn có thể tính được. Và đây là cái biểu đồ mà nó thể hiện người ta được đặt vào đúng ranh giới hành chính ở mức tỉnh thôi. Các bạn chú ý nha, ở mức tỉnh thôi. Còn nó không bắt buộc yêu cầu là phải đúng ranh giới của từng huyện hay là từng xã. Rồi như vậy chúng ta có thể đưa ra một kết luận như sau. Về phương pháp bản đồ biểu đồ á, thì nó thể hiện giá trị tổng cộng của một hiện tượng địa lý nào đó trên một đơn vị lãnh thổ nhất định. Và thông thường đó là ranh giới tỉnh. Như vậy về mức độ chính xác về vị trí thì cái này nó sẽ không chính xác bằng phương pháp ký hiệu. Về mức độ chính xác về vị trí á, cô đang nói về vị trí á, thì nó sẽ không chính xác bằng phương pháp ký hiệu. Và cách thể hiện của đối tượng ở đây đó là gì? Người ta sẽ sử dụng các biểu đồ đặt vào phạm vi các đơn vị lãnh thổ đó trên bản đồ. Nói một cách ngắn gọn, người ta sẽ sử dụng bản biểu đồ để đặt trên bản đồ. Và chỉ cần đúng vào ranh giới tỉnh đó thôi. Tóm lại, phương pháp bản đồ biểu đồ nó sẽ thể hiện số lượng, cấu trúc và chất lượng của đối tượng. Số lượng, cấu trúc và chất lượng của đối tượng. Và qua bốn cái phương pháp chính thể hiện trên bản đồ thì các bạn có thể nắm cho cô một số nội dung như sau. Thứ nhất, muốn xác định đúng chính xác về vị trí của các đối tượng trên bản đồ thì thông thường người ta sẽ thể hiện phương pháp ký hiệu. Và đối với phương pháp ký hiệu thì nó thể hiện rõ ràng nhất trên những cái loại bản đồ như là địa chất khoáng sản, bản đồ về kinh tế, ví dụ như là sự phân bố về cây trồng hay là vật nuôi, vân vân. Nó có tính trực quan rất là cao. Nếu như thể hiện những cái đối tượng mà có hướng di chuyển, ví dụ như gió, bão hay là các luồng xuất cư, nhập cư, thì người ta sẽ sử dụng phương pháp ký hiệu đường chuyển động. Thể hiện phân bố dân cư thì người ta sẽ thể hiện về, người ta sẽ sử dụng phương pháp chấm điểm. Và cuối cùng là phương pháp bản đồ biểu đồ thì người ta sẽ thể hiện một giá trị tổng cộng của một đối tượng nào đó trên một đơn vị lãnh thổ nhất định. Trong hình 2.5 vừa nãy các em xem á, thì có thể là người ta thể hiện diện tích và sản lượng lúa ở Việt Nam. Nhưng một số bản đồ khác, ví dụ như người ta muốn thể hiện về diện tích và sản lượng cà phê hay là cao su v.v. người ta vẫn hoàn toàn có thể sử dụng cái phương pháp này. Và chúng ta sẽ bắt gặp những cái bản đồ này ở chương trình trong cái Atlas địa lý 12 á, các bạn sẽ được học. Như vậy chúng ta đã tìm hiểu kỹ bốn phương pháp trên. Bây giờ chúng ta sẽ làm một số bài tập củng cố.
Câu số 1. Để thể hiện sự phân bố dân cư trên bản đồ, người ta dùng phương pháp nào? A là ký hiệu, B là ký hiệu đường chuyển động, C là chấm điểm và D là bản đồ biểu đồ. Thì sự phân bố dân cư thì thông thường chúng ta sẽ sử dụng phương pháp nào? Đúng rồi, sự phân bố dân cư chúng ta sẽ sử dụng phương pháp chấm điểm. Và mỗi điểm chấm nó tương ứng với một giá trị. Và các bạn nhớ, phương pháp chấm điểm nó sẽ không thể hiện chính xác được vị trí của đối tượng bởi vì nó không có phần chú giải bên cạnh. Chúng ta không biết cái đô thị đó là nó nằm ở đâu, chính xác là gì. Câu số 2. Phương pháp ký hiệu dùng để thể hiện đối tượng gì trong bốn cái đáp án sau? A là phân bố theo những điểm cụ thể, B là di chuyển theo các hướng khác nhau, C là phân bố phân tán lẻ tẻ trong không gian, và D là tập trung thành vùng rộng lớn. Chú ý, ý đây là phương pháp ký hiệu thì nó sẽ thể hiện có đối tượng nào? Có bạn trả lời B là bạn Thảo My lớp 10/2. Đáp án B là đáp án chưa chính xác. Bạn Phạm Hoàng Trúc Ngân là trả lời A. Quỳnh Như của lớp 10/4 là trả lời A. Hầu như các bạn đã trả lời đúng rồi. Phương pháp ký hiệu là để thể hiện các đối tượng phân bố theo những điểm cụ thể. Lúc nãy cô đã nói đó, những điểm cụ thể như là mỏ khoáng sản nè, hay là các trung tâm công nghiệp nè, hay là điểm dân cư nè. Đó, những cái đối tượng đó thì người ta sẽ sử dụng phương pháp ký hiệu. Câu số 3. Dòng biển thường được thể hiện bằng phương pháp nào sau đây? A là chấm điểm, B là ký hiệu đường chuyển động, C là bản đồ biểu đồ và D là ký hiệu. Dòng biển thì các em có thể tự hình dung ra được rồi đúng không? Dòng biển chúng ta cũng đã học rồi. Thì dòng biển nó sẽ thể hiện được bằng phương pháp nào đây? Nó cũng thể hiện bằng phương pháp đó là gì các em? Đúng rồi, ký hiệu đường chuyển động, phương pháp ký hiệu đường chuyển động. Dòng biển thì chúng ta có hai loại, đó là dòng biển nóng và dòng biển lạnh đó. Dòng biển nóng thì thông thường là thể hiện bằng mũi tên màu đỏ, còn dòng biển lạnh là thể hiện bằng mũi tên màu xanh đó. Câu số 4. Phương pháp chấm điểm thường được dùng để thể hiện các đối tượng địa lý có đặc điểm gì? Bây giờ đến phương pháp chấm điểm, các bạn chú ý cho cô nè. Phương pháp này sẽ được thể hiện các đối tượng địa lý như thế nào? A là phân bố thành vùng, B là phân bố theo luồng di chuyển, C là phân bố theo những điểm cụ thể, D là phân bố phân tán lẻ tẻ. Đúng rồi, đó là đáp án D, bạn Quân Bảo của lớp 10/6 trả lời đúng rồi. Đó là đối tượng phân bố phân tán lẻ tẻ. Còn những cái đối tượng mà phân bố theo những điểm cụ thể thì nó là phương pháp ký hiệu rồi. Câu hỏi số 5. Bản đồ dưới đây được thể hiện theo phương pháp chính là gì? A là ký hiệu, B là ký hiệu đường chuyển động, C là chấm điểm và D là bản đồ biểu đồ. Cái này hết sức đơn giản không? Thì chúng ta có thể thấy là người ta sẽ dùng những cái biểu đồ để đặt trên bản đồ. Đây chính là phương pháp D, bản đồ biểu đồ. Đúng rồi, hầu như các bạn đều trả lời đúng rồi. Câu cuối cùng. Xác định hướng gió của gió mùa hạ thổi vào vùng khí hậu Nam Bộ nước ta. Bây giờ vùng khí hậu Nam Bộ các bạn dựa vào cái bảng chú giải đó. Thấy vùng khí hậu Nam Bộ rồi thì chúng ta sẽ xác định hướng gió của nó là hướng gió nào. Gió mùa hạ thực thể hiện bằng mũi tên màu đỏ thì nó thử vào Nam Bộ theo cái hướng nào đây? Đúng rồi, theo hướng Tây Nam. Giờ đáp án D, Tây Nam Đông Bắc. Gốc là Tây Nam và phần hướng mũi tên sẽ là Đông Bắc. Nói tóm lại, chúng ta nói một cách ngắn gọn, đó là theo hướng Tây Nam. Và chúng ta kết thúc bài học tại đây và các em về nhà hoàn thành câu hỏi cuối bài và xem trước bài mới cho cô. Hẹn gặp lại các em trong cái tiết học tiếp theo.